Xin chào các bạn nhỏ, các em hãy cùng với Ruby TV tìm hiểu về các loài động vật vô cùng đáng yêu các bé nhé. Mèo Ba Tư. Con thỏ. Cáo tai to. Gấu trúc đỏ. Chó phúc sóc. Gấu túi. Cáo tuyết. Cá hề. Chim cánh cụt nhỏ. Cá heo.
nhím gai. Cá voi trắng. Lạc đà alpaca. Sóc chuột chin chin. Các bé thân mến, vậy là video học cùng Ruby TV ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bé trong các bài học tiếp theo cùng Ruby TV nhé. Tạm biệt. Học cùng Ruby TV.